đây là công việc mỗi buổi sáng của mình khi thức dậy, đó là cắt đậu ve cho vịt ăn. Đây là một ít, bây giờ mình bắt thêm một ít nữa, cứ hai nhúm vậy đó, còn có hai con. Cắt phải cắt nhuyễn nó mới ăn các bạn, cắt mà cục cục là nó cũng không chịu ăn. Bỏ phố về rừng chăn vịt, ngày nào cũng hết cho vịt ăn rồi đến cho mèo ăn hết ngày. Nè, mình chăn vịt á thì nó trả công lại cho mình là sáng nào nó cũng đẻ cái trứng. Đây là hai ngày hai cái. Mình cắt đậu ve nha, cắt đậu ve xong rồi ha. Đây là cám, đây là cám. Tại vì con vịt nhà mình nó đang đẻ cho nên là mình sẽ mua loại cám vịt đẻ. Hai nhúm đậu ve với lại ba nhúm cám trộn lên. Cái này là nó ăn được buổi sáng với buổi trưa, còn buổi chiều với buổi tối á mình làm thêm lượt giống vậy nữa. Để mình đem qua cho vịt ăn. Hết chuẩn bị đồ ăn đó, rồi đến mình sẽ quét dọn cho nó sạch sẽ. Trồng nguyên vàng đậu ve sẵn rồi chứ đi mua á, ngày nào cũng tốn kém lắm, nên trồng đậu ve mốt đợi nó có trái về cho nó ăn nguyên. Mẹ một ngày ba thau nước vậy, sáng thì một thau, trưa thau, chiều thau. Vì nuôi hai con vịt mà phải thuê nguyên cái chỗ nhỏ này cho nó để nuôi nó các bạn. 500 nghìn bằng cái phòng trọ nhỏ nhỏ đi. Giờ cho mấy em ơi, mấy em dơ quá cho nên nó hả là sẵn có cái vòi nước này không. Tắm vậy trước là hồi nó tắm cho nó đi vô thâu tắm. Đây là cái khay đồ ăn em đã chuẩn bị cho mấy em vịt nè. Đó, đậu ve. Cắt này nè. Mạnh lắm
con á hả? Ồ, biết rồi. Con dành nhau chạy vô. Quậy quá. Cô làm cái gì vậy? Hả? Ai làm cái gì vậy? Ai làm cái gì vậy? Hả? Chỗ người ta đi qua. Thôi được rồi, tắm vậy.